Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Nam sinh lớp 6 bị đâm tử vong sau khi xô sát với học sinh lớp 7. Ngày 15 tháng 2, ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, xác định công an huyện đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra về cái chết của một học sinh lớp 6, trường trung học cơ sở Phong An. Nạn nhân tử vong là em NDNH, sinh năm 2009, chú thôn Bồ Điền, xã Phong An. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 15 tháng 2, Hát cùng bạn đi vệ sinh tại phòng vệ sinh của trường thì có mâu thuẫn và xô sát với nam sinh tên C, lớp 7. Sau đó nam sinh TCI học cùng lớp với C đến bênh vực bạn học. Y lấy một con dao cắt giấy ra dọa nhưng không may đâm trúng bụng Hát nên bị thương nặng. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tại xã Phong An cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó vì mất quá nhiều máu. Và như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Sau Tết khi mà hoa đào chưa kịp tàn, tại nhiều địa điểm ở Hà Nội đã bày bán rất nhiều cảnh lê trắng. Đa số các cành lê chỉ mới lác đác hoa, thế nhưng giá bán thì cũng không hề rẻ, lên tới vài ba triệu đồng cho một cành lê to. Những năm gần đây thì nắm bắt được xu hướng thích chơi hoa lê trắng của người dân Hà Nội. Nhiều người đã đưa hoa từ Tây Bắc về để bán. Lê rừng những năm qua bị khai thác mạnh nên không còn nhiều và giá bán vì vậy cũng tăng cao hơn từ 2 đến 3 lần so với trước. Khảo giá tại các điểm bán cho thấy giá một cành lê nhỏ trong khoảng là 400 đến 700 nghìn đồng. Những cành to, đẹp, nhiều nụ và đã có hoa nở thì giá khoảng 2 triệu đồng cho tới 10 triệu đồng một cành. Hoa lê có màu trắng tinh khôi, vỏ cây có màu trắng xám. Những cây lâu năm thì còn có rêu phủ nên rất thích hợp để trang trí vào những ngày đầu xuân người dân nên lựa chọn những cảnh đã có nụ xanh hoặc là đã có một vài bông hoa nở. Không nên chọn những cảnh nhiều lá vì có thể là đã qua đợt trổ hoa. Hay những cảnh chưa thấy xuất hiện nụ xanh nào, tránh trường hợp mang về nụ hoa bị đuôi không phát triển được. Còn tại Hà Nội thì sau một thời gian dài tạm đóng cửa để phòng dịch Covid-19, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ký công văn cho phép các di tích trên địa bàn thành phố được chính thức mở cửa đón khách từ hôm qua 14 tháng 2. Theo đó, thì việc mở cửa đón tiếp khách sẽ phải tuân thủ đúng các hướng dẫn về công tác phòng dịch. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các điểm di tích lịch sử, văn hóa, xây dựng các phương án, kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện để phòng chống dịch. Tất cả các điểm di tích đều phải có mã QR để quản lý người ra vào và khai báo y tế theo quy định. Bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng, không để tập trung đông người gây ồn ứ, ách tắc. Đối với việc tổ chức lễ hội, sở yêu cầu tiếp tục không tổ chức phần hội, chỉ thực hiện các nghi lễ với thành phần tham dự chính. Đồng thời, chủ động có phương án hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Thưa quý vị, cho năm 2021 thì Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ hai cho Trung Quốc, đạt 2,28 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,8% so với năm 2020. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc trong năm vừa qua chiếm 18,2%, tăng so với mức 16,3% của năm 2020. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương dẫn số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho biết, năm 2021, kim ngạch nhập khẩu cao su của Trung Quốc đạt 12,56 tỷ đô Mỹ, tăng 14,8% so với năm 2020. Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản là năm thị trường cung cấp cao su lớn nhất cho Trung Quốc. Trong năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ hai cho Trung Quốc, đạt 2,28 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,8% so với năm 2020. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc trong năm 2021 chiếm 18,2%, tăng so với mức 16,3% của năm 2020. Việt Nam cũng là thị trường cung cấp hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp lớn thứ hai cho Trung Quốc đạt 1,77 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,9% so với năm trước. Thị phần hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của Việt Nam chiếm 39,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của Trung Quốc, tăng mạnh so với mức 31,8% của năm 2020. Thưa quý vị, liên quan tới phóng sự mà VTC14 đã phát sóng ngày 23 tháng 1 năm 2022 với nội dung công ty cổ phần xây dựng và bất động sản Silen Việt Nam lừa đảo bán đất. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh mới đây đã có công văn số 647 UBND XD1 chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh cùng tùy ban ủy ban nhân dân của thành phố Hạ Long làm rõ thông tin công ty cổ phần xây dựng và bất động sản Silen Việt Nam có trụ sở tại tỉnh Quảng Ninh bán hàng loạt ô đất tại dự án khu đô thị Lideco bãi muối. Cụ thể là sau khi phóng sự của VTC14 phát sóng thì công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm là chủ đầu tư của dự án khu đô thị Lideco Bãi Muối đã có văn bản số 03 2022 CV CNHL đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh làm rõ thông tin Công ty cổ phần và bất động sản Silen Việt Nam có trụ sở tại Quảng Ninh bán hàng loạt ô đất tại dự án khu đô thị Lideco Bãi Muối. Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long và các đơn vị liên quan kiểm tra cụ thể thông tin mà kênh VTC14 phản ánh công ty cổ phần và bất động sản Silen Việt Nam có trụ sở tại Quảng Ninh bán hàng loạt ô đất tại dự án khu đô thị Lideco bãi muối. Có biện pháp xử lý theo thẩm quyền và quy định hiện hành hoặc đề xuất xử lý trong trường hợp vượt thẩm quyền. Cũng theo công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, phải báo cáo kết quả chậm nhất là vào hôm nay, tức là 15 tháng 2 năm 2022. Thưa quý vị, trước đó thì kênh 14 cũng đã liên tục cập nhật được những thông tin phản ánh về việc công ty cổ phần xây dựng và bất động sản Silen Việt Nam có trụ sở tại tỉnh Quảng Ninh bán hàng loạt các lô đất tại dự án khu đô thị Lideco Bãi Muối thuộc công ty Lideco Quản lý và cũng là chủ đầu tư dự án theo hình thức hợp đồng vay tài sản. Thế nhưng trái với những lời hứa hẹn thì việc bán đất chỉ nằm trên giấy, thậm chí là khi người mua chấp nhận thanh lý hợp đồng vay tài sản thì Silen Việt Nam vẫn chưa thực hiện đầy đủ việc trả nợ theo cam kết và khiến cho những người mua đất rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Và chúng tôi sẽ còn cập nhật những nội dung xoay quanh sự việc này trong những bản tin tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ tăng nhẹ ở các tỉnh thành miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ, nhưng trời vẫn mưa rét, vùng núi rét đậm. Còn khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác, Nam Bộ nắng nóng. Cụ thể, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, nên hôm nay 15 tháng 2, Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, vùng núi có nơi rét đậm và có sương mù. Tuy nhiên, nền nhiệt khu vực này sẽ có xu hướng tăng nhẹ với nhiệt độ thấp nhất là 12 độ và cao nhất lên đến trên 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét có mưa rông vài nơi, nhưng trưa chiều thì xuất hiện nắng ấm và nhiệt độ thấp nhất sẽ phổ biến ở khoảng từ 17 cho đến 22 độ. Đối với khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa rào và rông, đặc biệt là vào chiều tối, còn Nam Bộ trời nắng nóng. Riêng tại thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét với mức nhiệt độ thấp nhất tăng 2 độ so với hôm qua, trong khoảng từ 13 độ và cao nhất lên tới 20 độ.